Xin chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng An, địa chỉ email adh5007a@hotmail.com. Trong video lần này, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn cách tải về và cài đặt ứng dụng WebMagic vào trên máy của bộ. Chúng ta sẽ cài đặt WebMagic trực tiếp từ Internet, nên tôi sẽ cần một máy tính có kết nối Internet. Để bắt đầu, tôi mở trình duyệt Internet Explorer và sử dụng công cụ Bing của Microsoft để tìm đến website có chứa bộ cài WebMagic. Tôi nhập từ khóa WebMagic. Trong danh sách kết quả trả về, tôi chọn kết quả đầu tiên. Nó sẽ đưa tôi đến website ASP.NET của Microsoft và ở đây cung cấp bộ cài WebMagic như chúng ta thấy ở đây. Các bạn click vào Install WebMagic with WebPI. WebPI là viết tắt của Web Platform Installer, là một công cụ cho phép tôi có thể cài đặt WebMagic ngay trực tiếp từ Internet. Sau khi click xong, do tính chất bảo mật của trình duyệt Internet Explorer, chúng ta sẽ thấy có một hộp thoại xác nhận hành động mà tôi vừa thực hiện. Vì ở đây là website hoàn toàn đáng tin cậy và ứng dụng của chúng ta cài đặt là một ứng dụng có nguồn gốc rõ ràng và được tin tưởng, nên tôi đồng ý cho việc cài đặt. Và khi đó, API sẽ thực hiện việc cài đặt WebMagic vào máy của chúng ta. Tiếp đó, sẽ có một hộp thoại hiển thị thông tin cho chúng ta biết chương trình chuẩn bị cài đặt WebMagic và tôi tiếp tục click vào cài đặt. Hộp thoại tiếp theo sẽ hiển thị danh sách những ứng dụng sẽ được cài đặt. Như tôi thấy ở đây, ngoài WebMagic còn có một loạt các thành phần được cài đặt theo cùng. Các bạn chú ý ở đây có một checkbox với ý nghĩa cho phép ứng dụng cài đặt được gửi thông tin cài đặt về máy chủ của Microsoft để giúp Microsoft cải thiện ứng dụng hay không. Chúng ta có thể chọn có hoặc không vì ở đây là option. Tuy nhiên, để giúp ích cho Microsoft cải thiện sản phẩm của mình, tôi click vào đồng ý. Và tôi tiếp tục click vào Accept. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chương trình sẽ có thông báo cho chúng ta biết là ứng dụng đã được cài đặt thành công. Để đảm bảo rằng ứng dụng đã được cài đặt hoàn tất một cách thành công, tôi sẽ khởi động lại ứng dụng từ menu của hệ thống. Như các bạn thấy, ứng dụng đã được kích hoạt một cách thành công. Như vậy chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt WebMagic. Mọi vấn đề thắc mắc hoặc muốn trao đổi thêm, các bạn hãy email cho tôi theo địa chỉ adh2007a@hotmail.com. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.